Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ nhảy lầu làm bít đường dẫn, ông Tổng tới nhà ông Hai Nhật. Vào ngày 19 tháng 11, ông cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã bị tai nạn tại nhà, qua đời tại bệnh viện. Bản thân ông Hứa Ngọc Thuận không dính đến nhiều sai phạm khủng như các ông khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì cái chết rất đơn giản như thế làm cho cư dân mạng lại nghi ngờ ai đó đã ra tay. Và quả thật, cho đến thời điểm này chưa có bằng chứng nào thấy ông Hứa Ngọc Thuận liên quan đến những đại án khủng cả. Đây là hình ảnh vào năm 2019, Phó phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm cũng nhảy lầu. Vụ án Thủ Thiêm nhức nhối xã hội từ nhiều năm qua, nó là vụ án oan khuất lớn nhất nhì lịch sử chứ không hề nhỏ gì. Tuy nhiên, cho đến nay, dường như mọi con đường dẫn ông Nguyễn Phú Trọng đến nhà ông Lê Thanh Hải gần như bị bịt kín, mà sai phạm thì đã rõ mười mươi. Ông Trọng đang tìm mọi cách và mọi đường vòng, nhưng vẫn chưa công phá được thành trì của ông Lê Thanh Hải. Ngay từ năm 2017, vấn đề Thủ Thiêm đã nóng lên trên các mặt báo. Tất cả các cuộc hòa giải đều bất thành, nỗi oan của bà con Thủ Thiêm ngất trời, và những sai phạm của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân được nhắc đến. Vụ án tưởng như có thể lôi được ông Lê Thanh Hải ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng Giêng năm 2019, Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc của Ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm được phát hiện rơi từ lầu 9 của trụ sở và đã tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm. Đây là một cái chết hết sức bí ẩn, sau đó là những sai phạm của Thủ Thiêm cũng không được khai thác gì thêm nữa. Và cho đến nay, nhóm ăn đất Thủ Thiêm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau đó đến tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Quân bằng hình thức cảnh cáo. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải đã bị kỷ luật nhưng vẫn nhởn nhơ. Người ra quyết định kỷ luật hai ông này chính là ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Khi ấy, tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Tô Lâm đến nhà ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân để bắt người. Mặc dù vậy, cho đến nay, hai ông này vẫn không hề hấn gì. Dư luận đặt ra câu hỏi rằng tại sao một ông Bí thư Thành ủy đã về hưu và một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã về hưu và mất hết quyền lực, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại không làm gì được cả. Phải chăng vì cái chết của những con tốt nắm trong tay những đầu mối để điều tra nên ông Nguyễn Phú Trọng chưa có đủ bằng chứng để bắt hai nhân vật này? Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan thì ai cũng thấy là cách mà Nguyễn Phú Trọng muốn tiến vào nhà ông Hai Nhật. Tuy nhiên, chỉ riêng việc đối phó với một mình bà Trương Mỹ Lan đã khó thì không biết ông Nguyễn Phú Trọng bàn mưu tính kế công phá nhà ông Hai Nhật như thế nào. Con đường dẫn đến việc điều tra bà Trương Mỹ Lan đã có rất nhiều cái chết, và con đường có thể dẫn ông Tô Lâm đến nhà ông Lê Thanh Hải cũng đã từng xuất hiện những cái chết. Vậy thì nhân vật Lê Thanh Hải thực sự có thế lực ngầm như thế nào mà sao quanh ông ta lại có những cái chết bí ẩn đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải. Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt các cựu chủ tịch và bí thư. Những sai phạm của ông này mấy chục năm nay vẫn là hồi tố và bắt người. Những sai phạm của ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân lớn hơn hai cựu quan chức tỉnh Đồng Nai rất nhiều. Ấy vậy mà hai người này thì vẫn bình an vô sự. Ông Lê Thanh Hải là một nhân vật có mối quan hệ rất phức tạp, và những con đường dẫn đến nhà ông có những cái chết bất ngờ làm người ta càng thấy khó hiểu. Có phải ông Lê Thanh Hải có những quan hệ ngầm mà khiến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với quyền lực vô đối đành phải ngán ngại hay không? Lê Thanh Hải chính là nhân vật chính trị có nhiều bí hiểm nhất hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin vụ nhảy lầu làm bít đường dẫn, ông Tổng tới nhà ông Hai Nhật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an làm ngơ, nhóm lừa đảo tiền số tiếp tục tung chiêu mới và thách thức nạn nhân. Như bản tin trước của Thời báo.de đã đưa tin về mô hình lừa đảo bằng loại tiền số iFan. Trò lừa đảo này đã được báo chí lên tiếng và có bằng chứng rất đầy đủ. Có tất cả khoảng 30.000 nạn nhân, nhưng những kẻ đầu sỏ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người dân nuốt ngược nước mắt mà không làm gì được, vì Bộ Công an, nơi mà họ có thể cầu cứu để mang lại công lý cho họ, thì cuối cùng nạn nhân đã bị Bộ Công an quẳng vào một cục lơ và thả cho bọn lừa đảo tiếp tục có đất diễn. Đây là hình ảnh nhóm lừa đảo của Hồ Ngọc Phương. Với dự án iFan được hốt núi tiền và không cần phải trả giá gì, nên Ngọc Tuấn lại tiếp tục lên các dự án lừa đảo tiếp tục theo. Lần này Tuấn sẽ ra mặt mà chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống và tiếp tục đi lừa đảo tiếp. Gần đây nhất, Tuấn đã mở ra sàn BO mang tên Whitefinex. Đây là sàn quyền chọn nhị phân có chức năng can thiệp vào tài khoản của người chơi, đánh cháy tài khoản của người chơi để chiếm đoạt tài sản. Nhóm lừa đảo xây dựng hệ thống chân rết, trả hoa hồng cho người cao và lôi kéo được người khác tham gia. Cũng từ đường dây tổ chức này vào năm 2019, chúng đã đào tạo thêm được đối tượng có tên là Hồ Ngọc Phương, biệt danh là Ai Kiệt Phương, mua cốt phần mềm mở và sàn BO có tên là FX Trading Market. Chúng xây dựng chân rết đi kêu gọi người dân đầu tư mở tài khoản vào sàn này, ủy thác cho chúng đi kiếm tiền trên thị trường Forex, có lượng giao dịch tới 7.000 tỷ đô mỗi ngày. Nhưng thực chất sàn BO này chúng tự mở ra và không có liên quan gì đến thị trường Forex cả. Phần mềm này có chức năng trả điểm về cho mỗi tài khoản mỗi ngày theo cài đặt, chứ không hề có giao dịch nào cả. Chúng hứa hẹn nộp tiền vào sàn này, chúng sẽ kiếm về lợi nhuận từ 20 đến 25% mỗi tháng, có thể nạp rút bất cứ lúc nào. Số tiền đầu tư chuyển qua ngân hàng cho tuyến trên, để tuyến trên nộp lên chủ sàn. Những người làm leader kêu gọi người đầu tư sẽ được ăn tới 8% cho mỗi gói đầu tư và được ăn hoa hồng 1% một ngày cho mỗi lệnh. Hoa hồng được hưởng tới 7 cấp bậc. Đây là hình ảnh báo chí đã lên tiếng nhưng không ai bị bắt cả. Vào ngày 19 tháng 8 nhận được phản hồi của nạn nhân, báo chí của nhà nước cũng đã có những bài viết cảnh báo sàn giao dịch ảo WeFlix Bio có dấu hiệu lừa đảo, và sau đó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an cũng lên tiếng cảnh báo loại giao dịch này có dấu hiệu lừa đảo. Bộ Công an cũng cảnh báo này chỉ là chiếu lệ đối phó với dư luận hơn là ra tay triệt hạ chúng. Nạn nhân chỉ biết trông chờ vào công an, nhưng công an lại là một lần nữa thở ơ, mặc dù báo chí đã réo tên. Các chuyên gia đã phân tích hành động lừa đảo này, riêng Lê Ngọc Tuấn thì vẫn thường xuyên lên mạng thách thức người dân đi kiện. Rất nhiều nạn nhân phẫn uất vì bị mất tiền nhưng đành bất lực, bởi đứng sau Tuấn dường như là cả bộ máy của công an và tòa án vẫn làm ngơ. Quan chức của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an, Nguyễn Thanh Hóa thì lại bảo kê cho đánh bạc online và bị sa lưới pháp luật. A05 thực sự dường như là một cơ quan đang có vấn đề. Với những chiêu thức lừa đảo rõ ràng, nạn nhân đã kêu cứu nhưng họ không xử lý, có khác nào đồng lõa đây. Những tưởng Bộ Công an đã thanh lọc những con người biến chất như Nguyễn Thanh Hóa thì Bộ Công an sẽ tốt lên, nhưng không. Bộ Công an vẫn dửng dưng với những nạn nhân của trò lừa đảo công nghệ cao này. Đây là hình ảnh Hồ Ngọc Phương. Với cách làm việc của Bộ Công an Việt Nam thì trước đây dân oan đầy rẫy, nhưng hầu hết là dân oan về đất đai. Với cách điều hành không vì dân, với cách điều hành đầy bao che cho thành phần biến chất ngay cho Bộ Công an, thì ngày nay bộ này đang tạo ra tầng lớp dân oan mới, đó là dân oan ngành công nghệ. Công nghệ ngày một phổ biến và công an đã cấu kết bọn lừa đảo qua công nghệ cũng đã phơi bày. Nó cho thấy bộ mặt thật của chế độ. Muốn dân oan cần được bảo vệ, cần nhiều tiếng nói hơn nữa thì mới có thể hạn chế được phần nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Bộ Công an làm lơ, nhóm lừa đảo tiền số tiếp tục tung chiêu mới và thách thức nạn nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo Thoibao.de